Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, tuyết đang rơi ở ngoài nè cả nhà. Bây giờ đang là tháng 2, đầu tháng 2, tuyết đang rơi. Có những cái bông hoa nó sẽ mọc ở trong thời điểm tháng 2 là mùa đông đó. Thì tuyết nó vẫn mọc và nó vẫn ok ha, nó rất là đẹp đó. Và rất là nhiều chồi hoa đó mà Vi trồng ở tháng 11, tháng 12 á, bây giờ nó đã bắt đầu nhú lên rồi và nó cũng không có sao hết á. Đây là tuyết nó dính đầy trên nón áo phao của Vi nè đó. Bây giờ Vi thử xem coi là tuyết nó có cái cánh hoa giống như tuyết không nha. Đây. Mình đó, để mình quay lại cho cả nhà xem rõ hơn. Và bây giờ để mình cho các bạn xem hình dạng thật sự của tuyết là như thế nào ha. Bây giờ đây là cái bàn tay của Vi nè. Bây giờ Vi để cho tuyết nó rơi trên bàn tay của Vi. Bạn thấy tuyết nó có hình gì không? Giống như đá bào à. Nó có hình cánh hoa không nè? Để mình quay cận lại xem ra có thấy được gì cánh hoa không. Wow, có hình cánh hoa nè cả nhà ơi, có hình cánh hoa tuyết nè. Đây là hình cánh hoa tuyết nè. Mình rủ ra. Đây có hình cánh hoa tuyết nè nhà. Đó cả nhà thấy không, hình cánh hoa nè. Wow, đẹp chưa. Nha. Cả nhà ơi, đi bây giờ Vi quay lại cho cả nhà xem nha. Đây, tuyết đang rơi. Mặc dù tuyết rơi nhưng mà
những bông hoa đẹp thì vẫn cứ đẹp ha. Đó, nở rất là đẹp. Những bông hoa này là những bông hoa mùa đông. Đó. Nó rất là nhiều chồi hoa nó đang phát triển. Nó cũng sẽ nở. Tuyết rơi trắng xóa. Đây là những loài hoa gọi là hoa nô rớt, hoa tuyết tất cả nhà. Nó có màu trắng. Có rất là nhiều hoa nó đã bắt đầu nở trong tuyết rồi. Đây, như là hoa này là hoa tuyết. Người ta gọi là hoa tuyết nè. Nhà thấy không? Hôm qua nó nở bung nay tuyết rơi, nó lạnh lạnh nên nó khép lại một chút hay gì đó. Đây là cái chữ chữ V và chữ M Vi làm. Và Vi cũng trồng những bông hoa tulip và một số loại hoa ở bên trong hai chữ này.